1996 đến nay. Và hôm nay anh sẽ đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình, và chương trình sẽ hỗ trợ anh để xóa đi số nợ đó nếu như anh chiến thắng. Ở vòng 1 này, gia đình Đỗ Văn Chào có nhiệm vụ là ráp 20 cái ống quần như thế này. Bên kia anh Đỗ Văn Chào sẽ ráp 10 ống, và bên đây là em Đỗ thì Dự sẽ ráp 10 ống. Chị sẽ có nhiệm vụ là đem từng ống quần qua cho con. Bên đây thì em Khá sẽ đem qua cho bố. Và khi bố ráp xong thì em sẽ nhiệm vụ là lật cái ống quần lại. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. May đi anh. May đi. Và hai máy may bắt đầu đã hoạt động với ráp, nhiệm vụ là ráp 10 cái ống quần. Ở bên đây cũng ráp 10 cái ống quần. Rồi xong em lộn ra nhá. Nhanh lên. Chúng ta còn thời gian lộn cái quần ra nữa. Rất căng thẳng. Và bây giờ chúng ta vỗ tay thật lớn lên, cổ vũ tinh thần cho anh Đỗ Văn Chào. Cẩn thận anh nha. Như thế nào. Đập tới luôn. Đem qua. Đây nữa. Nhanh lên, còn mấy cái. Đem qua đây. Nhanh lên. Đem quần qua đây luôn. Vẫn còn thời gian. Nguy hiểm quá. Đứt chỉ rồi, chỉ đã bị đứt rồi. Cố gắng rồi. Nhanh lên, rất nhanh. Còn 2 cái quần nữa, nhanh lên. Còn 15 giây nữa em, cố gắng lên. Nhanh lên nữa. Nhanh lên. Rất hồi hộp và căng thẳng, không biết là gia đình có vượt qua 1 phút 30 giây không. Cố gắng nhanh lên đi. Rồi, chạy, còn cái quần cuối cùng. Nhanh lên. Lấy luôn, kìa, nó rơi xuống đất kìa. Rơi xuống đất. Đây, chạy luôn. Rồi. Trời ơi, còn 2 cái nữa hả? Nhanh lên. Quá căng thẳng rồi. Đấy rồi. Nhanh lên. Rồi, đem qua luôn. Đây, đưa đây. Không hết rồi. Chúng ta sẽ đến nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bây giờ không biết là đồng hồ sẽ dừng lại bao nhiêu đây, xin mời chị đọc to lên nha. 1 phút 30 giây. Xin chúc mừng. Và như vậy với đúng 1 phút 30 giây, gia đình đã vượt qua vòng 1 và xóa đi số nợ là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Văn Vọng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tam Thuấn, sẽ trao số tiền 2.500.000 đồng cho gia đình anh Đỗ Văn Chào. Xin mời ông. Như vậy với đúng 1 phút 30 giây, gia đình đã hoàn thành 20 cái ống quần, ráp nối 20 cái ống quần và xóa đi số nợ 2.500.000 đồng. Xin chúc anh thành công ở vòng 2. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Và nếu như đội nào chiến thắng, đội đó sẽ giành được số tiền thưởng là 2.500.000 đồng. Và đội Bờ Nhi sẽ giành số tiền thưởng là 1.500.000 đồng. Tham dự trò chơi hôm nay gồm có 2 trường. Đó là trường Thanh Đa và trường Tam Thuấn. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi là bịt mắt bắt heo. Mỗi đội sẽ có 5 em và tất cả đều bịt mắt lại. Em nữ có nhiệm vụ đưa heo cho bạn, bạn sẽ nhụ đem heo lên bàn trên kia. Nhưng trước mặt chúng ta sẽ có một đối thủ đứng trước mặt và cản lại không cho chúng ta đem heo qua. Sau 1 phút 30 giây, đội nào đem heo nhiều nhất trên bàn kia, đội đó sẽ trở thành đội chiến thắng. Đội Tam Thuấn là heo màu xanh và đội Thanh Đa là heo màu đỏ. Tất cả sẵn sàng, khi nào tiếng còi anh Quyền lên bắt đầu, chúng ta mới vận chuyển heo nha các bạn nha. Chuẩn bị, 1 phút 30 giây, chuẩn bị, bắt đầu. Chuyển đi các bạn, chuyển heo đi. Đội nào chuyển nhiều nhất đội sẽ là đội chiến thắng. Cản lại đừng cho đội mình đem qua. À, rồi, đó rồi. Đội Tam Thuấn, ôi trời, đây nè, bàn đây nè. Đâu rồi? Đây nè, đem bàn lại. Đúng rồi, đâu rồi? Để lên. Đâu rồi? Đội nào vận chuyển heo nhiều nhất đâu? Quá đâu? Ôi trời ơi, bể rồi. Đâu rồi trời ơi, đi đâu rồi, đi
qua bên tay trái. Đi qua đâu? Tới luôn. Đúng rồi. Đâu rồi? Theo màu gì? Theo gì quá? Còn 30 giây nữa. 5 giây cuối cùng. 5 giây. 1. Hết thời gian rồi các bạn. Như vậy là sau 1 phút 30 giây, đội nào cũng bắt được rất nhiều heo. Đặc biệt là đội Tam Thuấn là bắt nhiều heo xanh hơn. Bên đội Tam Thuấn có luôn 2 con heo đỏ của đội Thanh Đà. Nhưng mà xét về mặt chuyên môn, lúc tham gia trò chơi thì đội Tam Thuấn có một bạn là nhìn thấy rất rõ. Một bạn đó chạy rất nhanh, và trong một phút thôi, một mình bạn đó chạy tới chạy lui lấy 6 con heo luôn. Tóm lại là hôm nay hai đội chơi rất vui. Hôm nay mỗi đội sẽ nhận được 2 triệu đồng. Chúng tôi trân trọng kính mời thầy Nguyễn Tiến Hải và cô Trần Dương Sa sẽ đại diện cho hai trường tặng quà cho các em với trò chơi bịt mắt đập heo. Xin chúc mừng hai trường. Chúng tôi kính mời ông Trần Minh Thiết, thường trực đảng ủy xã Tam Thuấn sẽ trao cho hai trường, mỗi trường 2 triệu đồng. Sau khi anh Đỗ Văn Chào đã vượt qua vòng 1 với 1 phút 30 giây, bây giờ sẽ là vòng 2 để xóa đi số nợ 2 triệu 500 ngàn đồng còn lại. Với nhiệm vụ là vào 6 cái lưng quần, mỗi bên sẽ vào 3 cái. Vẫn là em Dự và vẫn là anh Chào và vẫn là em Khá. Em sẽ chạy đem quần qua và đem trở lại đây. Tất cả sẵn sàng, xuất phát. Rồi nhanh lên. Bây giờ chỉ có vào 6 cái lưng quần thôi. Cố gắng nhanh lên một chút xíu nữa. Vì hồi nãy chỉ một chút xíu là chúng ta đã thua cuộc rồi. Vì vậy ở vòng 2 này chúng ta phải nỗ lực và tự tin hơn nữa, làm thật nhanh hơn nữa. Hai cái quần đã hoàn thành, bây giờ còn 4 cái nữa. Cố lên anh ơi. Bà con vỗ tay và nói cố lên kìa anh Chào ơi. Xong rồi, 3 cái rồi. Còn một cái của em Dự. Cố gắng lên em. Còn một cái của em. Như thế nào đây, như thế nào đây? Không biết là em có vượt qua phút 3 giây không? Đã xong. Chúng ta sẽ kiểm tra 6 cái quần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là cái mẫu. Để xem sẽ là một phút bao nhiêu giây đây. Em sẽ đọc đồng hồ cho anh Quỳ Linh nha. Xin mời em đọc đồng hồ cho anh Quỳ Linh nha. Số mấy? Đọc to lên. 1 phút 8 giây. Như vậy là với 1 phút 8 giây, lại một lần nữa gia đình anh Chào đã vượt qua vòng 2 và xóa đi số nợ còn lại là 2 triệu 500 ngàn đồng. Xin chúc mừng anh. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Văn Tính, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tam Thuấn sẽ trao số tiền ở vòng xóa nợ 2 2 triệu 500 ngàn đồng cho gia đình anh Đỗ Văn Chào. Xin mời ông. Một lần nữa chúng ta phải chúc mừng cho anh, bởi vì anh đã xóa đi hết số nợ 5 triệu đồng, anh đã vay ngân hàng. Và xin mời ông Trần Thế Trương, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tam Thuấn sẽ đại diện rút 2 lá thăm may mắn dành cho bà con. Xin mời ông. Rồi, quay mặt về phía trước, nhắm mắt lại, rút bất kỳ lá thăm nào. Một lá thăm đầu tiên, xin mời ông. Rút bất kỳ lá thăm nào, xin mời ông. Rất công bằng. Khán giả may mắn đầu tiên, xin mời ông. Ta thì 6, sinh năm 1973, số chứng minh thư nhân dân 111 410 881. Và bây giờ sẽ là khán giả thứ hai. Trịnh Văn Tuấn, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1981, số chứng minh thư 111 714 847. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Thế Trương,
sẽ trao hai phần thưởng cho hai khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin mời ông. Mỗi khán giả may mắn sẽ nhận được 1.000.000 đồng và một phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng cho hai khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin được chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được quà tặng trong chương trình hôm nay. Các khán giả đến cổ vũ cho thí sinh, hãy nhớ lấy phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi lại ngay cho ban tổ chức. Hy vọng là quý vị cũng sẽ may mắn như hai khán giả vừa rồi. Quý vị và các bạn có biết không, để được tham gia vào chương trình Vượt Lên Chính Mình, gia đình anh Đỗ Văn Chạo đã phải chờ đợi đến gần 2 năm. Vì số lượng đơn tham gia chương trình quá đông, cho đến ngày hôm nay, chương trình Vượt Lên Chính Mình mới có thể mời anh tham gia chương trình. Và không chỉ riêng gia đình anh nôn nóng mà rất đông khán giả, những người có thể quen biết anh, có thể cũng chưa từng gặp anh, cũng đều mong muốn gia đình anh có thể được tham gia vào chương trình. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay có rất đông người đang cùng có mặt tại địa điểm ghi hình. Dù đã theo dõi chương trình Vượt Lên Chính Mình rất nhiều lần trên truyền hình, thế nhưng anh Chạo và các con vẫn không thể tưởng tượng rằng khán giả đến tham dự chương trình lại đông đến như thế. Chính nhờ sự ủng hộ của khán giả, vượt qua sự hồi hộp, anh Chạo và hai người con đã hoàn thành hai vòng thi để có thể thực hiện được tâm nguyện bấy lâu nay là xóa hết số nợ đã vay ngân hàng, số nợ đã canh cánh trong lòng suốt 10 năm qua. Ở vòng cấp 4 này thì gia đình anh Đỗ Văn Chạo sẽ có cơ hội rút hai logo trong các logo của nhà tài trợ. Bên tay phải Quyền Linh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, nước rửa chén Sun Life, ống nhựa Hoa Sen sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen, Expo sơn của thời đại mới, bánh mì cao cấp Otto sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên, sữa đậu nành cao cấp Soya Number One, tôn Hoa Sen sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen, sữa tắm trắng TT One. Xin mời anh Chạo, anh hãy chọn bất kỳ một logo nào. Xin rút ống nhựa Hoa Sen. Ống nhựa Hoa Sen thì có đồng ý không? Có. Con có đồng ý không? Có luôn. Cả nhà đều đồng ý ống nhựa Hoa Sen sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen. Bao nhiêu tiền đây? Nhiều lắm là bao nhiêu? 8 triệu đồng. Xin tặng cho anh 8 triệu đồng. Với logo đầu tiên anh đã có số tiền là 8 triệu đồng. Và xin mời cả nhà đến với logo thứ hai. Logo thứ hai chị sẽ chọn logo nào? Xin mời chị logo nào ạ? Tôn Hoa Sen, em nhận Tôn Hoa Sen. Anh sẽ chọn logo nào? Soya Number One. Sữa đậu nành cao cấp Soya Number One. Có muốn chọn lại không? Không. Sữa đậu nành cao cấp Soya Number One, số tiền là bao nhiêu? 8.500.000 đồng. Sau hai lần rút logo, gia đình của anh Chạo đã có số tiền là 16.500.000 đồng. Chúng tôi kính mời ông Trương Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, sẽ đại diện trao số tiền ở vòng cấp 4 16.500.000 đồng cho gia đình anh Đỗ Văn Chạo. Xin mời ông. Sau khi xóa đi số nợ 5.000.000 đồng cộng với vòng cấp 4 anh có 16.500.000 đồng, hôm nay anh có số tiền tổng cộng là 21.500.000 đồng. Xin chúc mừng cả gia đình. Dù rằng đã xóa hết nợ, thế nhưng trước mắt gia đình anh Chạo vẫn còn đó rất nhiều khó khăn. Và có lẽ điều đó đã khiến cho gia đình anh đến với vòng cấp 4 bằng một sự hồi hộp, có lẽ còn hơn cả lúc bắt đầu hai vòng thi. Với số vốn nhận được, anh chị sẽ có thể thực hiện được những dự định còn đang ấp ủ bấy lâu nay. Và thưa quý vị, số